Vụ hè thu năm nay, đồng bào dân tộc Chất ở bản Cà Sen, xã Thanh Hóa, huyện Tuyên Hóa được mùa lúa. Bà con tiến hành thu hoạch trong niềm phấn khởi vì một mùa vàng bội thu. Gia đình ông Hồ Bợt ở bản Cà Sen có 5 sào ruộng. Vụ hè thu năm nay, ông gieo cấy hết diện tích, nỗ lực chăm sóc bón phân, xử lý các loài sâu bệnh nên năng suất lúa đạt khá, sản lượng ước chừng gần 1 tấn. Cái gì nên là nước quan tâm cho cái là cho ủi ruộng, mốc ruộng cho, là san sẻ cho bà con là bay về là bên xã, an tâm là đi cắt cây ruộng. Là vụ hè thu này thì là lúa nhà tôi á, thì là chủ cũng tương đương. Đang nữa bà con á thì cũng có là cũng có giấc đỡ ăn cả rồi, cũng không có là như bữa tế đòi khổ nữa. Không chỉ gia đình ông Hồ Bợt được mùa lúa mà cả bản Cà Sen đều được mùa. Tranh thủ thời tiết nắng ráo, bà con tập trung ra đồng thu hoạch để kịp thời phơi khô, cất trữ trước những cơn mưa kéo đến. Hôm bữa nay thì anh cũng có ruộng, anh cũng biết làm cả mà cũng lo đòi nữa. Bản Cà Sen có 56 hộ, 190 khẩu là đồng bào dân tộc Chứt. Vụ hè thu năm nay, bà con trong bản gieo cấy 4,5 hecta lúa. Huyện Tuyên Hóa hỗ trợ 100% giống và phân bón. Xã Thanh Hóa hỗ trợ tiền máy phay và hướng dẫn bà con chăm sóc, bảo vệ. Nhờ được đầu tư canh mương thủy lợi, sản xuất đúng thời vụ, đảm bảo nguồn nước tưới nên cây lúa phát triển tốt, năng suất lúa bình quân đạt gần 50 tạ trên 1 hecta. Với chân ruộng mới khai hoang như ở bản Cà Sen thì đây là con số ấn tượng về năng suất đối với vụ hè thu. Với tinh thần khẩn trương cùng sự hỗ trợ của máy gặt đập liên hoàn, chỉ trong một ngày, đồng bào dân tộc Chất ở bản Cà Sen đã thu hoạch xong toàn bộ diện tích lúa hè thu. Bà con phấn khởi vác từng ba lúa về nhà với nụ cười tươi rói trên từng khuôn mặt. Những năm gần đây là thì cây lúa nước của bà con cũng phát triển khá tốt. Bên cạnh đó thì bà con tiếp tục để kết hợp với chăn nuôi trong rừng. Chính vì vậy đời sống của là bà con những năm gần đây thì được nâng lên. Trong thời gian tới với sự chỉ đạo của là thường vụ đảng ủy, lãnh đạo của an dân thì tiếp tục để hướng dẫn tuyên truyền bà con để áp dụng cả tiến bộ khoa học kỹ thuật vào là sản xuất nhằm tiếp tục để nâng cao đời sống cho bà con trong thời gian sắp tới. Tin rằng những mùa vàng bội thu sẽ còn tiếp tục trên cánh đồng của đồng bào Chất ở bản Cà Sen khi người dân đã quyết chí làm ăn, thay đổi nếp nghĩ, cách làm và sự đồng hành bền bỉ của cấp ủy, chính quyền địa phương nơi đây.